tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2020, tuyên dương các thầy cô giáo là người dân tộc thiểu số tiêu biểu năm học 2019-2020. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới tham dự chương trình. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Ngoài bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, mỗi thầy cô giáo còn nhận được một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. 63 thầy giáo cô giáo được tuyên dương hôm nay thuộc 26 dân tộc thiểu số tiêu biểu, 6 giáo viên thuộc nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, dưới 10.000 người. Nhiều thầy cô trong số đó có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, điều kiện giảng dạy trường lớp thiếu thốn cơ sở vật chất. Có thầy cô phải di chuyển bằng ghe thuyền tới các điểm trường thuộc các xã hải đảo. Bằng nghị lực và tình yêu nghề, họ đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Nhiều thầy cô đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để gắn với sự nghiệp chồng người.